vaccine Johnson & Johnson có thể liên quan đến một tình trạng đông máu khác, theo báo cáo từ một cơ quan của Liên minh châu Âu. Theo Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu, gọi tắt là EMA, một thành viên quản lý dược phẩm của Liên minh châu Âu hôm thứ Sáu cho biết họ đã tìm thấy mối liên hệ khả thi giữa vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson và các trường hợp đông máu hiếm gặp trong tĩnh mạch sâu. Cụ thể, trong cuộc họp của Ủy ban đánh giá nguy cơ cảnh giác dược, gọi tắt là cơ quan PRAC, cơ quan này cho biết họ đã tìm thấy mối liên hệ có thể có giữa chứng huyết khối tĩnh mạch VTE và vaccine COVID-19 Johnson & Johnson. Chứng huyết khối tĩnh mạch VTE thường bắt đầu bằng một cục máu đông hình thành trong tĩnh mạch chân, cánh tay hoặc bạn, sau đó di chuyển đến phổi và chặn nguồn cung cấp máu ở đó, và vì vậy nó có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng, theo cơ quan EMA cho biết. Cơ quan này cũng khuyến cáo rằng chứng giảm tiểu cầu miễn dịch, gọi tắt là ITP, là một rối loạn chảy máu do cơ thể tấn công nhầm vào các tiểu cầu, cũng được liệt kê là một tác dụng phụ của vaccine Johnson & Johnson và vaccine của AstraZeneca. Về phía Johnson & Johnson, công ty dược phẩm này cho biết, mặc dù các triệu chứng là rất hiếm, song họ vẫn sẽ cập nhật thông tin về sản phẩm và tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tổ chức EMA cùng các cơ quan chính phủ khác. Chúng tôi đặc biệt ủng hộ việc nâng cao nhận thức về các dấu hiệu và triệu chứng hiếm gặp để bảo đảm rằng chúng sẽ có thể được xác định một cách nhanh chóng và được điều trị hiệu quả, công ty cho biết trong một tuyên bố vào tháng 7. Trước đó, các vaccine của AstraZeneca và Johnson & Johnson cũng đều liên quan đến các sự cố đông máu hiếm gặp.